Huyền thoại 4 hạng cân tiết lộ cách đối phó với Joshua, Fury và Wilder. Nhà cựu vô địch thế giới 4 hạng cân Joy Jones đã có cuộc phỏng vấn với Sky Sports và anh đã chia sẻ những cách tiếp cận khi đối đầu với ba ông lớn hạng nặng hiện nay. Trong số 3 tên tuổi lớn hiện nay là Anthony Joshua, Tyson Fury và Deontay Wilder, thì vua Gypsy vẫn đang bất bại qua 31 trận đấu, còn Anthony Joshua và oanh tạc cơ sắt nước Mỹ cũng mới chỉ thua đúng một trận. Khi được hỏi về cách đối phó với những tay đấm nổi danh này, John cho biết: "Với Joshua, tôi sẽ trao đổi đòn cùng cậu ta. Tôi sẽ di chuyển quanh võ đài và khiến cậu ấy phải đuổi theo để ra đòn. Về phần Fury và Wilder, tôi sẽ áp sát họ, giống như cách mà Mike Tyson vẫn hay làm. Tôi sẽ tấn công vào phần ngực của họ suốt cả trận. Joshua là người duy nhất mà tôi sẽ chọn lối đánh tầm xa, vì cậu ta không cao như hai người kia. Tôi sẽ phải giữ khoảng cách hợp lý với cậu ấy. Nhưng với hai võ sĩ kia thì tôi chọn cách đánh cận chiến. Cả ba người họ đều là những đối thủ khó khăn vì những khả năng của mình." Joshua là một lực sĩ có thể hạ đo ván bạn với bất cứ tay nào, vậy nên bạn phải cẩn thận. Cậu ấy nguy hiểm với cả hai tay. Fury thì rất khó đối phó vì cậu ta cao và có đầu óc tinh quái. Chỉ số IQ quyền anh của cậu ấy rất tốt. Với Wilder, anh chàng này sở hữu một cú đấm thẳng bằng tay phải rất mạnh. Bạn có thể tránh được nó trước khi nghĩ đến chuyện thắng cậu ta. Tuy vậy, thời trước chúng tôi có những võ sĩ sở hữu tất cả mọi thứ kể trên. Họ có chiều cao, ra đòn mạnh và di chuyển rất linh hoạt. John nói thêm về trận đấu thống nhất danh hiệu vào năm sau. Joshua rất tốt, nhưng theo chỉ số IQ, tôi sẽ chọn Fury. Cậu ta khôn khéo hơn tất cả đối thủ. Joshua là đấu sĩ tốt hơn, và bạn đừng bao giờ mất niềm tin với một đấu sĩ. Bạn không bao giờ biết được cho đến khi họ thượng đài. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Trí Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.